Đầu tiên kiểu sống bao nhiêu năm rồi, 25 năm rồi, đi nhảy bao nhiêu năm trời rồi, bây giờ lần đầu tiên mình thấy một giáo viên cover và đông như thế này. Xin chào mừng các bạn đã đến với MetTV. Ok, hôm nay mình đang có mặt tại Hà Nội và cụ thể là phố đi bộ Hà Nội trên đường phố Đinh Tiên Hoàng Hà Nội. Ok, thì bây giờ mình đang đứng ở phố đi bộ và hôm nay là ngày chủ nhật nên là có rất là nhiều các nhóm dance cover ở Hà Nội. Thì nhóm dance cover đang có mặt ở đây để quay những cái clip dance cover triệu view, ngàn view, trăm ngàn view gì đấy ở trên YouTube đây nè mọi người. Thì hôm nay mình sẽ kết hợp cùng với một bạn, bạn này mình quen lâu rồi trên Facebook. Thì bạn này là thành viên của Seven Karas, là dance team của Seventeen á, và cũng là thành viên của The Hit Dance Crew. Thì bạn này sẽ giúp mình tìm hiểu thêm về giới dance cover cũng như là giới dancer ở Hà Nội. Dày tối về sợ chết. Hay là bà đi trước không, là bình thường là tôi sẽ mang thẳng vô. Để giống cái wow. Xịn. Team của mình à, info đây cho tên này trả lời này. Cần hỏi gì nào? Hôm nay tôi đi với bạn này chứ bạn phải hỏi người khác đúng không? À. Đúng rồi, thấy chưa? Hôm nay tôi đi với bạn này rồi. Hỏi chú đi đây. Một trong 4 leader của Seventeen Karat. Nhóm là 4 leader. Đây là 3 leader, còn thiếu một con nữa. À. Thì con chó Seventeen, con chó Seventeen rồi. Xịn. Cái gì vậy? Tôi muốn hỏi là kiểu muốn cho mọi người, nhiều người xem biết về kiểu
Dan Cover của miền Nam với miền Bắc khác nhau như thế nào thì tại vì ta muốn biết thêm là những cái nhóm Dan Cover miền Nam của mình, miền Bắc của mình thì nó sẽ như thế nào thôi. Mọi người ở đây có ai còn đi học không ta? Ai đi học không? Ai đi học á? Gọi cô đi mấy cháu này. Đúng rồi, cũng cách tính cũng là cháu. Cháu cô ạ, buồn vãi. Ở trong Nam á thì mấy bạn mà đi học á thì bị cản dữ lắm. Không biết mấy bạn ngoài Bắc thì đi học mà đi nhảy á, như thế này có bị cản không? Ba mẹ, gia đình. Thôi một ngày các bạn tập bao nhiêu tiếng? Một tuần thì có ăn tập 4 buổi đó. Một tuần là 4 buổi, 2 tiếng, 26 giờ. Trời vậy tập gấp đôi, tập nhiều hơn. Người ta đi tập ít à? Ai cũng kêu chị à, mấy nhóm khác biết chứ chiều này tập ít thôi. Bởi vậy ít thôi đi. Thì bây giờ có cái phố đi bộ á thì mọi người hay ra phố đi bộ để quay á. Trước khi mà có phố đi bộ thì mọi người thường là quay clip như thế nào, có gặp khó khăn gì không? Trước khi có phố đi bộ thì bọn em thường sẽ đi quay nhiều và quay tại một studio nào đấy. Ở trường học mà chỉ cần là những việc là bọn em phối hợp với bài và miễn phí cũng được mà trả tiền cũng được ạ, miễn là được với bài thì bọn em sẽ. Nhưng mà ở ngoài này là thuê mấy cái chỗ giống như trường học hay là này nọ dễ không? Tùy từng chỗ, tùy từng trường ạ. Có trường thì khá là khó, nhất là các trường cấp 3 thường thì các thầy cô sẽ khó tính hơn một chút. Và nếu mà muốn mượn chỗ để thuê à để quay thì phải hỏi từ rất là lâu, với cả trong đó phải có thành viên của trường đấy ạ. Trường đại học thì cũng tùy từng trường ạ, có trường thì bắt trả tiền, có trường thì bắt phải xin trước tầm 2-3 tuần thì mới được quay. Thí dụ mà kinh phí, nếu mà có kinh phí thì cỡ bao nhiêu? Kinh phí của bọn em nếu mà một lần đi quay thì là tầm 2-2,5 triệu. Có địa điểm thì nếu mà xuất video thì tầm 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Rồi, mấy cái tiền đó là mấy bạn góp lại với nhau. Em, 1 triệu rưỡi. Thì ra là rẻ. 4 triệu, tất cả. Hả? Tất cả chi phí là tầm 4 triệu. Nãy nghe. Thế mà mấy bạn còn đi học á? Tại vì là cuốn sách nó không quay nhiều, à nó không, bọn tớ không quay MV nhiều ấy, nên là nó kiểu mấy tháng mới có một cái thôi. Nên là kiểu chỉ bây giờ quay tóc ít nhiều, quay tóc ít nhiều, thì bây giờ chỉ là tốn tiền để thuê camera thôi, cameraman. Mà mấy anh cameraman thì nghe nói nó lại cái hồi sáng thì cameraman ở ngoài này thì nó như thế nào? Thì nếu mà hiện tại quay nhiều ấy thì có 3 người, là cái anh Phong tới hay bảo quay trường hợp tới với cả một anh một em nữa tên là Bông với cả một anh tên là Trung đấy. Thì tớ chỉ quen ba camera đấy thì quay được. Thí dụ một cái con đường như vậy á mà nó gọi là sao ta, cái quá nhiều nhóm á, có bao giờ mà bị kiểu mà đụng chạm nhau à, không thể quay được không? Có thì chửi nhau lúc chạm nhau thì kiểu có nhá, có những cái lúc mà những cái bài người nổi như kiểu Twice hay là của Blackpink ra thì cứ 10 mét một nhóm, 10 mét. Mà nhưng mà kiểu là nắm lên tiền thắp rồi thì bắt buộc phải quay thôi, thì cứ la nhóm bạch đá la nhóm kia, cứ cố vào ngay nhà của mình thôi chứ không làm thế nào khác được. Nhưng mà mọi người biết không, mọi người còn sướng hơn miền Nam rất là nhiều. Ít ra là mọi người chỉ có cạnh tranh với nhau thôi chứ không phải là cạnh tranh với bảo vệ dân phòng của mọi người. Ở miền Nam không có được mấy cái chỗ búp lịch như vậy để quay. Đi tới đây búp lịch là bị đuổi. Rồi đây là trainee của mấy bạn đúng không? Mấy bạn trainee mới. Hôm nay cũng là ngày thành viên mới. Thôi nhân ngày gọi là gì? Kết nạp đúng không? Kết nạp thành viên mới luôn. Tự nhiên có tôi ở đây giống như tôi kết nạp vậy đó. Mấy bạn thành viên mới hay vậy, mình trong ngày kết nạp thì mình hỏi luôn. Tại vì dù gì cũng được kết nạp, bây giờ mấy bạn có nói gì cũng không bị đuổi đâu. Thì các bạn có khó khăn gì trong một tháng tập vừa rồi không? Thí dụ một tháng train vừa rồi á. Mình muốn nghe tiếng lòng của trainee một chút. Tại vì hỏi em tóc cam, em là lớn nhất hồi lắp lầm của mấy bạn là nằm ở cái chuyện là Corel của Seventeen quá khó rồi đúng không? Chứ mấy chị ở đây thì vui vẻ, hài đồng, vui vẻ, hiền hậu đúng không mọi người? Nói chuyện đó, nói chuyện đó em. Nụ cười hơi miễn cưỡng. Không lẽ nói chung thì theo mình thấy là Dan Team ở ngoài Hà Nội đông. Lần đầu tiên mà mình thấy kiểu các nhóm Dan Cover hôm nay mình ra Hà Nội, mình ra phố đi bộ, mình bị sốc á, mình kiểu cảm giác như là tất cả mọi người Hà Nội đều biết nhảy. Nhưng mà khi mà mọi người cách tin là mọi người dựa theo tiêu chí thế nào? Ý là ở trên Facebook đi, xong rồi các bạn đăng ký trong cái phong đấy, các bạn cứ đến thì các bạn đăng ký. Này giống nhau rồi. Xong rồi tới là nhảy cái bài mình mong muốn, nên là các bạn cứ thực sự chuẩn bị luôn. Rồi kiểu cái cách mà mình nhận vô á là dựa vào đâu? Thì phòng đầu tiên thì là bọn em sẽ tự theo khả năng chứ ạ. Có hàng phòng không? Nhanh không? Căng thẳng. Phòng đầu tiên bọn casting trực tiếp thì là sẽ dựa theo khả năng. Tầm thân trong lòng bằng khả năng của mình.
đấy thì đến hôm thứ hai thì bọn em sẽ dựa vào, thứ nhất là khả năng, thứ hai là được làm việc, thứ ba là bọn em liệu bọn em có khả năng để trên được các bạn ấy không thì bọn em sẽ chọn. Đến vòng thứ ba thì sẽ là vòng khắc nghiệt nhất, đấy là nếu mà ai không qua được vòng đấy thì bọn em sẽ trên trên sẽ trên trực tiếp với mọi người, với là một tháng thì mình sẽ rồi. Vậy cũng hay chứ, thì ra là đối với nhóm của Mel thôi thì là chỉ cần pass qua cái vòng mà chọn audition á là cho qua luôn. Còn còn kiểu mà không đập được, không không đập được thì sẽ tự ao, chứ không phải là kiểu chèn ép. Nên là cái này thì chắc là do nhóm ít người quá, kiểu ít người vô quá nên là dễ hơn như vậy. Còn khi mà các bạn quay clip á thì cái này hỏi nhiều, khi mà quay clip á thì mấy team Hà Nội của mình á thường là chuẩn bị outfit như thế nào? Thì là team nhóm á. Như nhóm em thì là đồ là bọn em tự chuẩn bị, nhưng mà nếu mà đồ nào tự chuẩn bị được thì may có không thì sẽ thuê, tự mặc đồ mình có chỗ thuê. Vậy là hơi khác ở miền Nam một tí, thì miền Nam cũng có chỗ cho thuê, nhưng mà thường là đồ gọi là sao ta, đồ mà đen cover cái bóp á thì thường là muốn giống idol nhất có thể, muốn giống trong clip nhất có thể. Nên là khi mà trong miền Nam thường là sẽ tự may, đa số là tự may, thì nhóm nào may dở thì sẽ tự chấp vá những nó xấu, còn nhóm nào may đẹp thì sẽ có đồ đẹp hơn. Chứ bình thường là mấy cái lúc mà mấy bạn đi quay, bây giờ có quay bức địch thì nó đỡ tiền rồi, thì có còn khó khăn gì nữa khi mà đi quay tập với nhau để xếp nhau. Vậy là cái này thì giống miền Trang như miền Nam luôn. Thì nói chung là theo tâm thấy, đấy theo mình thấy thì là từ miền Bắc đến miền Nam thì các band team chỉ có khác nhau nhiều nhất ở cái chỗ mà địa điểm quay, và kiểu mình nghĩ là ở ngoài này kiểu gia đình các bạn được gọi là sao ta, thoải mái hơn về cái chuyện nhảy nhót á, không có bị hà khắc. Giống như mình ra phố đi bộ mình cũng thấy được là khán giả ở đó họ đón nhận những cái bạn dance cover, những cái dance team dance cover rất là hào hứng luôn, chứ không phải kiểu dè biểu như là ở trong miền Nam. Nên là mình thấy cái đó là rất là gọi là ghen tị với các bạn dance team ở Hà Nội. Còn những cái khó khăn còn lại thì đa số cũng hao hao, tại vì cái đó là cái chuyện của cá nhân luôn, nên là nhiều cái rất là giống, giống như cái phòng tập này nè, ở trong miền Nam cũng khó kiếm được những cái phòng tập giống như thế này, phòng tập rộng như thế này. Thường là phòng tập rộng như thế này trong miền Nam sẽ rất là mắc. Ok, thì bây giờ chắc là để các bạn không có tốn thời gian với bạn nữa, các bạn đi. Cảm ơn mọi người nhiều. Cái clip này cũng không biết lên được bao nhiêu đâu, tại vì nó dài quá rồi nè. Này, cảm ơn mọi người này. Bạn chọn gì nhỉ? Bạn chọn gì nhỉ? Chanh, chanh Nha Đam á, chanh Lô Hội á. Chanh là chanh quả. Đây là quả Jenny khi qua vòng Jenny của tớ. Rồi, xịn. Tiểu nhóm xịn. Đấy, cái đầu tiên của mình là ở Nam. Cái thứ hai là ở Nam thôi. Bây giờ